Chào các bạn ơi, hôm nay mình làm bánh mì chuối với nho đây nha các bạn. Đây là hai trái chuối ăn không hết còn là các bạn, mình không có bỏ. Và đây là một cái trái mà hôm qua lột ra không ăn nè. Đây là nho khô nè các bạn. Con mình nó muốn ăn nho khô, bỏ vô nho khô là cháu mình nó thích ăn lắm, đủ màu hết luôn. Nho khô đủ màu nha các bạn. Này của Úc nè. Mới mua được hộp, mình rửa nước sôi rồi. Đây là đường và ít muối, 30 gram đường và ít muối, 5 gram mel nở nè các bạn. Đây là dầu ô liu nha, dầu ô liu. Đây là trứng, một ít sữa tươi. Đây là nước cốt dừa nè, nước cốt dừa tươi này làm cho cháu mình có độ béo nó thích. Nhưng mà ăn healthy thì không nên ăn nước dừa nhiều nha các bạn. Bây giờ mình lột chuối ra. Các bạn thấy ở trong nó còn nguyên à. Bỏ bỏ thì nó tiếc. Ăn chuối thì bổ dữ lắm các bạn. Chuối mình đi với nho nó cũng hạt nữa. Mình làm kiểu này là mình làm giả chiến. Mình không có cái lò chuyên dụng, lò nướng chuyên dụng. Mình nướng bằng cái nồi chiên không dầu đó các bạn. Nếu mà các bạn không có cái nồi chiên không dầu thì các bạn dùng cái chảo không dính nha. Chảo không dính các bạn à, để lửa nhỏ tối đa à, để lửa nhỏ rất nhỏ rồi mình làm dẹp cái bánh lại, mình nướng nướng cái gì còn được, nướng bánh bò còn được mà còn chín mà. Các bạn bỏ vani đi đó nha, đây là hai ống vani nè. Bây giờ mình dùng tay mình bóp cái trứng chuối này ra. Dùng tay bóp rồi. Với cái nguyên liệu này mình dùng 200 gram bột mì đó nha các bạn. Mình đập trứng vô nha. Hai cái trứng. Đường và ít muối nè các bạn, 30 gram đường và ít muối. Đánh lên, đánh cho nó tan đường nha. Đây là men nở nè. Ở nhà mình là vua bánh mì cho nên mình thường làm bánh mì đó các bạn. Con mình thích ăn mà cháu mình nó cũng thích ăn, bánh mì dễ ăn. Mình không có bỏ sữa được bởi vì này nó nhiều nhiều nước quá rồi. Chín có sữa thì nó ngon hơn nha các bạn. Không bỏ sữa được mình bỏ cốt dừa. Đây là cốt dừa đặc, đây là cốt dừa đặc nè các bạn. Lấy cái muỗng.
mình bỏ vào 200g bột mình bỏ vào đây. Mình quậy lên rồi mình nhồi nha các bạn. Mình làm là lúc 5 giờ sáng cho nó ăn sáng nó đi làm luôn. Bỏ dầu ăn vô nè. Dầu ăn vô nhồi nha. Các bạn ơi, mình nhồi thành một khối như này nè nha các bạn. Nó không có khô lắm. Tại vì mình cháu mình nó không thích ăn bánh mì quá khô. Nó có chuối nè. Bây giờ mình bỏ nho vô mình trộn luôn nha các bạn. Rồi mình ủ lại. Mình đi tìm đồ mình nướng. Chứ nếu mà là một lát mà nó nổi ra rồi mình bỏ nho nó không có ăn với bánh mì đó các bạn. Nho khô với chuối. Nhồi luôn. Giờ mình ủ lại đây khoảng 15 phút. Mình bỏ ra nướng nha các bạn. Rồi mình ủ lại đây 15 phút nha các bạn. Các bạn ơi, mình ở Sài Gòn mình không có điều kiện đi ra ngoài. Hơn nữa mình không có cái lò nướng chuyên nghiệp. Bây giờ bột này nó hơi nhão nè các bạn. Nhưng mình không thích làm khô nữa. Làm khô thì ăn nó cũng vướng miệng em bé. Mình để được 10 phút rồi nè. Mình thấy nó nở cũng nhiều rồi đó các bạn. Gần gấp đôi rồi đó. Bây giờ mình bỏ vô những cái ly giấy này. Nha. Bánh này tạo hình không được, mình bỏ ra những cái ly giấy này rồi mình để lại trong cái nồi chiên không dầu 10 phút nữa mình mới nướng nha các bạn. Thì mình tạo hình trước, nó ít nở thì nó ít mềm. Còn hãy mình để nó nổi lên như thế này rồi hả, mình tạo hình hơi khó. Đấy, đây là dầu ăn nè các bạn. Mình phết dầu ăn vô ly giấy nha. Mình múc mình bỏ vô đây, mình không có nhồi được đâu tại vì chuối mà. Mình nướng với làm chuối nó nhão lắm các bạn. Cho dầu ăn vô đây nha. Đó. Cách ly mình mua ly giấy về mình xài nè các bạn. Mà còn nhiều lắm. Mình phải xài cho hết. Con mình nó bị cách ly nó ở trong phòng không à. Rồi phải mua ly giấy ăn cho nó bỏ luôn nó khỏi rửa đó các bạn. Ly giấy muỗng dĩa giấy. Có men nở thì nó nở theo thời gian. Nhưng mà mình làm trước như vậy là mình đợi nó nở nữa nha các bạn. Nó nhão như vậy nè. Vậy cho ảnh vô đây. Cho ảnh vô đây nha các bạn. Vô ít thôi. Một lát ảnh nở cao lên. Chuối với nho đó các bạn. Chuối với nho. Nửa ly nè. Các bạn ơi, hồi nãy mình múc có
1 phần 3 à, bây giờ nó nổi lên 2 phần 3 rồi nè các bạn. Mình làm bằng men thì quá trình mình làm có thời gian nó nổi lên. Bây giờ mình đem lại cái lò nướng không dầu nha các bạn. Cái nồi trên dầu sắp vô. Đây. Đây là cái nồi chiên không dầu nè các bạn. Đó. Thì mình sắp nó vô nha. Ai thích ăn nổi nhiều á thì mình để lâu. Còn mình thích ăn nổi ít thì mình có thể mình nướng liền cũng được. Mình để mấy cái nó cao trước nè các bạn. Mấy cái này mình làm trước nè. Mình tính là sắp vô như vậy nó đỡ choáng cái diện tích của cái lò cái nồi nha các bạn. Rồi nó còn đồng lại một lò một ly đó. Này các bạn thấy không? Đây mình chiên mình làm tất cả cái gì mà có thể các bạn ơi. Mình để vô nha. Mình dặn lửa 170 độ 10 phút nha các bạn, rồi lát mình thăm nha. Chứ mình đừng mạo muội mình để nó khét không ngon. Mà trước khi nó nướng thì mình phải quét trứng lên trên cho nó đẹp nha các bạn. Bây giờ mình quét cái hỗn hợp này lên nè các bạn. Sữa và trứng nha. Quét lên trên. Bây giờ nó gần đầy rồi đó, nó nở ra rồi các bạn. Mình không có đi ra ngoài được, mình không có mua ly giấy rồi được. Mình kêu con mình nó lên Shopee nó mua mà. Shopee thì phải đưa mua nhiều nó mới bán các bạn ơi. Mình sắm từ từ. Sẽ nở đầy cái ly này luôn. Nếu các bạn xiên thì các bạn phết nó lên 2-3 lần ha. Rồi chúng ta bỏ nó vô. Để 170 độ 10 phút thôi. Nó lên men nó chín nhanh lắm các bạn ơi. Rồi, chờ nha các bạn.